Xin chào tất cả quý vị nha. Hôm nay chúng ta cũng đến một đám cưới nha. Đấy, giờ đó chú rể nhà trai đang đến chuẩn bị đón dâu, nhưng mà vì cái đường vào nhà cô dâu ấy nhà hơi nhỏ nên là chắc là phải đi bộ vào rồi, chắc cần khoảng mấy trăm mét thôi. Trong này nha quý vị nhá. Đấy, đoàn nhà trai đang đến rất là đông rồi. Đây nhá, vâng. Xin chào các chị nhá. Đấy, đây là mấy chị đẹp chuẩn bị đến để hát si đây. Vâng. Hôm nay trời mưa thế này có biết ai có ai hát si không không? Có, thấy mấy ông chiến thắng đi rồi. Trời nắng thì không thấy gì đâu. Chào em nhá. Vâng vâng, em chào các chị nhá. Vâng, chào em. Đây là đoàn nhà trai đến đón dâu hả các anh? Đây là chú rể đấy nhá. Cô chủ nhà nhận thêm chúc mừng cô nhá, cưới con gái hả cô? Không phải cô chủ nhà đâu, cô chủ nhà vào trong đấy rồi. À, vào trong đấy rồi. Vâng. Em chào chị nhá. Mấy anh đến chưa? Mấy anh đến chưa? Đến nhà mà khách cũng đến nó khá là đông đủ. Đây chắc là cô dâu đây. Cháu dâu cô này. Nhà trai đang chuẩn bị để vào. Đây mọi người đang chuẩn bị cỗ. Nhà có một cái ao và có cái hoa mận nở rất là đẹp. Đây là hai đám cưới của Bộ và Thọ nhá. Cô dâu đây. Ồ đây. Xem qua một số món nhá. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị dọn bàn để cho nhà trai ngồi. Đây là món bánh dày. Tôm rán.
Thịt quay nó rất là ngon. Cái này cái thảm của đó đó mấy em. Hát xong này à? Chuẩn bị đến giờ đẹp thì nhà trai sẽ vào nói chuyện với nhà gái. Là cô chủ nhà. Đây là hai bên nhà thông ra chuẩn bị nói chuyện ở trong này luôn. Thông thường thì nhà trai đi đón dâu rồi sẽ ăn cơm một bữa với nhà gái rồi là đưa dâu về. Đội hình rất là đẹp. Toàn người trẻ đẹp với em nhở? Em đừng quay nhé. Dịch Covid này anh đừng quay. Cô dâu xuống rẻ sinh năm bao nhiêu em? 99 đấy. 99 đấy, trẻ nhở? Bây giờ mới hơn 20 tuổi nhở? 2022 là 23 tuổi. Thế bạn cô dâu cũng xinh. Anh hay quay hát xe lượn đúng không? Ừ. À, thế quay mới... Em ở đâu? Sao biết? Sao biết? Em nhìn quay lắm rồi. Có gì chút rồi? Đang cơ bao mà lắm rồi. Con này á? Con này mẹ mong á? Đi quay một vòng đó. Bà bế đi đâu? Bà bế đi cho. Các cô... Mấy một... Ôi trời ơi, toàn các ca sĩ hát xì đây rồi. Thò kìa. Không phải nhỉ? Phải chứ không nhỉ? Tí hát xì nha chị nhá. Chị này hát xì hay này anh ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm trước mấy ông kia về trước hay là cháu được trước? Hôm đấy cháu không biết được. Đây rồi. Còn các chị HC hay đây rồi. Vâng. Cảm ơn chị nha. Còn bạn HC nào không? Gọi hết đến đi chú. Kìa. Chị xem còn anh nào không? Chưa đến đâu, gọi hết lên đi. Vâng vâng. Đủ vâng vâng, đây em tí. Thế nhà mình sẽ ăn một ít cùng với các chị đó. Rồi tí quay tiếp cho các bạn nhá. Có nước chè uống không vợ? Vâng vâng, các chị uống đi. Chuẩn bị hát xi nhờ, các chị nhờ. Được rồi. Vâng vâng. Vâng vâng. Đây đây là mọi người đang chuẩn bị bắt đầu hát xi nhá. Các chị sang bên kia đi. Làm à, ngồi đây được, ngồi đây nó đỡ ổn. Giờ mọi người đang uống rượu rồi, chuẩn bị xong nhá. Mấy bà có hát xi được không? Thế à? Bên kia hát xi đông vui lắm. Đang bắt đầu hát rồi các bạn. Ra nghe bạn. Có nhiều kiểu không cháu? Sao? Có nhiều kiểu không? Có. Cháu đang quay phim. Bây giờ kết thúc cái video thôi. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Quý vị nhớ cháu ăn rồi chú ạ. Vâng vâng. Quý vị nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh nhá. Và đón xem những video tiếp theo nhá. Về hát xi nhá. Người cô dâu trước khi về nhà chồng được mẹ trao quà. Con đang chỉ
Em bắn thẳng vào đầu luôn. Nét chưa bạn ơi? Đừng gọi lên. Bạn nha, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo nha. Quý vị nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh và để đón xem những video mới nhất về HC cho các thứ nha. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.